Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh con cá chữa ha. Đó thì tình trạng con này thì đang âm chữa lứa thứ ba nè cô chú chị. Đó chữa thì được 6 tháng rưỡi ha. Thì nói chung thì con này thì hiện tại đang chữa 3B. Đó đang chữa 3B. Đó chữa 3B lứa thứ ba cô chú chị. Đó con này thì dòng siêu đỏ. Đó dòng siêu đỏ ha. Em lấy cung tàn cung xương thì rất lớn luôn cô chú chị. Chiều cao là 1m34 tới 36 bò. Đó chiều cao là 1m34 tới 36 bò. Đó con này thì chân móng hoàn thiện nè, không ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò chữa này cứ liên hệ số điện thoại để tầm hình. Đó thì con bò chữa này thì anh chủ nhà bán giá là 23 triệu. Đó 23 triệu là bao ship luôn cho cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 2 tâm số ha. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Con này thì em quan sát thì sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh của chú chị. Đó sẽ mặt sẽ lưng nghiêm chỉnh. Đầu thì sừng da, sừng quịch ha. Đây chân móng là chân móng sò. Đó chiều cao là 1m34 tới 36 bò của chú chị. Thì những con bò chữa thì em giao về trong vòng một tuần lễ thì cô chú chị kêu thú y khám xác minh chữa giùm em ha. Còn những con bò đã rồi thì bên em bán sẽ bao lỗi cô chú chị trong vòng 3 tháng. Đó nếu về có lưu ý trục trặc bên em thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đó con bò này nói chung thì thùng dạo rất lớn luôn cô chú chị. Đây nhưng con cái thì nó cũng hơi ít trúng nè. Đó nó hơi ít trúng nha, như chân móng là chân móng sò. Đây vú nè. Đó vú thì 4 vú lớn với 2 vú đeo cô chú chị. Đây thùng dạo nè, em nói con bò này thùng dạo rất lớn luôn. Đó mặt mày nè, sừng thì sừng da ha cô chú chị. Đó sừng là sừng da ha. Đây cái mặt nè. Nó cái ngang của nó nè, em nói cái ngang rất lớn luôn. Đó giá là 23 triệu. Đó 23 triệu là bao ship luôn. Đó bao ship của chú chị tới nhà luôn trong vòng 2 tâm số. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Đó thì hiện tại thì em đang có chuyến vào Vĩnh Long của cô chú chị với ở Đồng Nai. Đó ở Xuân Lộc Đồng Nai với ở Trảng Bơm Đồng Nai ha. Với ở đó, với ở Định Quán Đồng Nai thì bà con mình ở mấy vùng đó cũng mấy vùng lân cận mình sẽ gấp xe luôn. Đó với hiện tại em đang có chuyến gom bò về Đắk Lắk cô chú chị thì bà con nào ở mấy vùng đó cũng mấy vùng lân cận thì em sẽ gấp xe luôn ha. Đây thì con bò chữa này giá là 23 triệu. Đó 23 triệu là bao ship luôn. Đó bao ship của chú chị tới nhà luôn. Đó thì nếu bà con mình ưng thì mình xem tới xem luôn cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình không mua ha, thì tức khi hình em thương lượng xét giá bà con mình hết rồi. Đây con này thùng dạo thì rất dài đòn luôn cô chú chị, nó thùng dạo rất dài đòn luôn nè, tướng tá cấp mình cái ngang nè. Đó thì nói chung là cái dòng siêu này em nói đẻ con rất mát sữa luôn. Đây thùng dạo rất lớn. Đây chân móng là chân móng sò. Đó thì nếu mà bà con mình ưng thì mình mua về để mình làm giống sinh sản ha. Thì nếu mà bà con mình ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi. Nó nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Thì đi toàn ghép xe không cô chú chị. Bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui thiệt kỹ đi. Đó, khi nào mình ưng thiệt ưng mình đã mua ha. Đây tướng tá cấp mình thùng dạo nè. Đó thì hiện tại nó đang chữa được 6 tháng rưỡi. Thì hiện tại đang chữa 3B. Đó, chữa 3B được 6 tháng rưỡi của chú chị. Nó tướng tá cấp mình thùng dạo mặt mày nè. Sừng chừng quịch ha. Nhưng mà em nói cái dòng cổ chùi này thì mấy nó tạp ăn lắm của chú chị. Đó, con nào mấy cái nước ăn nước uống nó thì khỏi lo luôn. Mấy con bò này nước ăn nước uống nó thì bà con mình khỏi lo luôn. Nó tướng tá cấp mình cái ngang thùng dạo rất lớn luôn. Đó, chân móng nè. Đó. Đó cô chú chị thấy không? Cái ngang hết biết cái dạng ngang nó không? Tướng tá cấp mình nè. Đó thì hình ảnh về giá cả của con siêu chữa này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chị rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của con cá chữa ha. Đó thì con này thì cái dòng bô xin này quý vị. Đó em nói con bò này tàn sát nhất luôn. Đó. Đây thì tình trạng con này thì hiện tại đang chữa được 3 tháng rưỡi của chú chị. Đó thì hiện tại đang âm chữa kem. Đó thì nói chung thì con này thì hiện tại đang âm chữa lứa thứ tư nè. Đó đang âm chữa lứa thứ tư ha. Chiều cao của nó là 1m44-45 bò. Đó 44-45 bò phía sau sân khu của chú chị. Nói chung nó thì dòng bô xin, nó rất lớn con luôn. Đây. Đó dàn ngang tướng ta cấp mình nè cô chú chị. Nói chung thì 1m40 mấy là nằm về tàn sát nhất rồi. Đó, chân móng thì được con cái thì con bò này chân móng thì đóng rất khéo cô chú chị. Đó, dòng bô xin.
Đây, rất lớn con luôn nè. Tướng tá cấp mình thùng dạo rúng thì rúng chiền, chân móng thì chân móng sò, xương sóc rất to. Đó, em nói cái dàn thùng dàn ngang đó thì khỏi nói luôn cô chú chị. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng con bò này cứ liên hệ số điện thoại đến màn hình. Chiều cao là 1m44-45 bò. Đó, chiều cao 1m44-45 bò thì nói chung thì nằm về tàn sát chức rồi. Đó thì tình trạng của nó thì hiện tại thì đang em chữa lứa thứ tư. Đó, chữa được 3 tháng rưỡi tuổi ha. Đó thì những con bò chữa thì em giao về trong vòng một tuần lễ thì cô chú chị kêu thu khám xác minh chữa giùm em ha. Còn những con bò đã rồi thì bên em bán sẽ bao lội cô chú chị trong vòng 3 tháng. Đó, nếu về có lú hí trục trặc thì bên em thâu bò về, hoàn tiền bò tiền xe đủ cho cô chú chị mình luôn. Đây em nói con bò cái ngang của nó, hỏi nói cái dàn ngang của nó cô chú chị. Đây hết biết cái ngang luôn, tướng tá cấp mình. Đó thì em quan sát thì nó là xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn. Nó xe lưng xe mặt nghiêm chỉnh luôn cô chú chị. Tàn sắc nhất rồi. Đó thì con bò chữa này thì chủ nhà bán giá là 25 triệu. Đó 25 triệu là bao ship cho cô chú chìm tới nhà luôn trong vòng 28 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại trong màn hình. Đây mặt mày tướng tá nè, em nói thùng dạo thì rất lớn luôn. Đó chân móng là chân móng sò, rúng là rúng chiền, vú thì 4 vú. Đó hoa thì hoa đen, đuôi đen. Đây tướng tá cấp mình này cô chú chị, em nói cái dàn ngang của nó hết biết cái dàn ngang bò này luôn. Đó dàn ngang thùng dạo nè. Đó, tàn sát nhất rồi. Đó thì em nói chung thì con này tàn sát nhất rồi. Chiều cao 1m40 mấy là tàn sát nhất cô chú chị. Đó giá là 25 triệu, 25 triệu là bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn. Đây, dàn rúng nè. Đó, dàn rúng và rúng chiền. Đây, vú là 4 vú nè. Thì em giao về trong vòng một tuần lễ thì cô chú chị kêu thu y khám xác minh chữa giùm em ha. Đó thì nếu có chữa rồi thì em giao phần chữa cô chú chị mình luôn. Đây xe lưng nè. Đó xe lưng thì nghiêm chỉnh luôn. Đây mặt mày này cô chú chị. Đó gu thì gu bạc ha, xe mặt thì nghiêm chỉnh. Đó gu thì gu bạc, xe mặt thì nghiêm chỉnh cô chú chị. Em nói cái lưng của nó hết biết cái dàn lưng của nó luôn. Bò cái dàn lưng của nó nè. Đó cô chú chị thấy không? Hết biết cái dàn lưng cái dàn ngang của nó không? Đó tướng tá gấp mình thì rất lớn con luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình nó mua ha. Thì trước khi hình em cũng thương lượng sức giá bà con mình hết rồi. Đó gu thì gu bạc. Đó, tướng tá cấp mình em nói nó dài đòn khỏi nói luôn cô chú chị. Đó, nó dài đòn khỏi nói luôn. Đó tướng tá cấp mình thùng dạo nè. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó, nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Thì trước khi hình em cũng thương lượng sức giá bà con mình hết rồi. Đó thì bà con mình thấy giá cả hợp lệ thì mua ủng hộ em. Đó thì nói chung thì đi toàn gấp xe không cô chú chị. Đó đi thì toàn gấp xe không à. Bà con ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó thì cái nào thiệt ưng mình không mua ha. Đây tướng tá cấp mình thùng dạo nè. Đó con bò gu thì gu bạc, tướng tá cấp mình thùng dạo rất lớn luôn cô chú chị. Đó thùng dạo rất lớn luôn, tướng tá cấp mình nè. Đó rúng thì rúng chiền, em nói nó dài đoạn lớn còn khỏi nói luôn. Đó em nói cái dòng bô xin thì nó lớn còn dữ lắm cô chú chị. Đó giá là 25 triệu. Đó 25 triệu là bao ship luôn. Đó bao ship cho cô chú chị tới nhà luôn trong vòng 28 số. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại đến trong hình. Thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lui cho kỹ đi. Đó nói chung thiệt ưng mình không mua ha. Đó con bò tàn sát dài đòn khỏi nói luôn cô chú chị. Đó tướng tá cấp mình dài đòn. Đó thùng dạo cái ngang hết biết cái dàn ngang không. Đó thì hình ảnh và giá cả của con cái bu xin chữa này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chim rồi. Đó thì để bây giờ tiếp tục cái video năm ngắn ngày hôm nay